Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Nhiều bạn đã biết rằng là chúng ta có một cái event có tên là giả lập streamer ở trên Twitch nhằm giới thiệu quảng bá cũng như là hợp tác giữa miHoYo và bên Twitch với nhau. Tiếp theo nữa đấy, rất ít bạn có thể biết rằng là chúng ta còn có một cái sự kiện đó là Twitch Drop để các bạn có thể nhận được phi nguyên thạch bằng cách là các bạn xem những cái live stream những streamer ở bên trên Twitch. Và trong video này Bảy tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ phải vào Twitch và đăng nhập cái tài khoản của các bạn vào. Đây thì link tôi sẽ để ở dưới phần bình luận ghim dành cho tất cả các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đăng nhập cũng như là bên Twitch xong á, thì các bạn sẽ ấn ở phần góc trên cùng bên tay phải của bạn sẽ có avatar nhá. Các bạn ấn vào cái phần quà tặng ở dưới này. Đó, ok. Sau khi các bạn ấn vào quà tặng ấy, nếu mà các bạn trước đây đã từng tham gia cái event để các bạn nhận nguyên thạch miễn phí như thế này rồi thì nó sẽ auto nó hiện luôn ở bên trên này, đó là Genshin Drop. Còn nếu mà các bạn không có thì sao? Các bạn ấn cái phần là tất cả những chiến dịch. Sau khi các bạn ấn vào tất cả những chiến dịch, các bạn sẽ kéo xuống bên dưới này. Đấy, các bạn sẽ thấy là phần Genshin Impact ở ngay đây này. Rồi, thì trong này ấy, nó sẽ có một vài cái lưu ý. Đầu tiên đó là các bạn sẽ phải bắt buộc kết nối cái tài khoản Genshin Impact của các bạn với cả tài khoản Twitch. Nhớ nhá, các bạn muốn nhận nguyên thạch về tài khoản thì các bạn phải kết nối. Đây này, của tôi ghi là đã kết nối. Còn nếu mà các bạn chưa kết nối, nó sẽ ghi các bạn là đi đến kết nối. Và các bạn sẽ link cái tài khoản Genshin Impact của các bạn vào cái tài khoản Twitch này. Tiếp theo, đó là vấn đề những cái kênh tham gia trực tiếp thì các bạn sẽ xem ở đâu. Các bạn ấn cái phần đó là kênh tham gia trực tiếp, các bạn ấn mở nó lên thì nó sẽ có một loạt những cái kênh đang phát trực tiếp. Các bạn ấn bất kỳ một kênh nào cũng được. Đó, bất kỳ kênh nào các bạn xem. Tôi đang xem kênh của bạn này, khá là dễ thương, giọng nói ngọt ngào. Đấy. À quên, không. À, bạn này chơi Genshin giỏi lắm. Tôi xem vì kiểu trình độ bạn giỏi, học hỏi kinh nghiệm các bạn nhé. Sau khi mà các bạn ấn vào cái đấy để các bạn xem nhá. Thì đây này, các bạn xem. Thì các bạn sẽ xem đúng những chỉ tiêu. Đầu tiên các bạn xem 15 phút thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng đầu tiên này. 30 phút tiếp theo các bạn sẽ nhận được phần thưởng thứ hai. Và đến cuối cùng ấy, đó là 2 giờ để các bạn nhận được 30 nguyên thạch. Cái cách này thì nó đơn giản là các bạn chỉ treo thôi, như tôi này. Đấy, tôi đang treo. Đây là tôi không ấn play nhá, bởi vì tôi tắt tiếng ấy, tôi quay video thôi. Chứ còn bình thường tôi vẫn play để nghe giọng ngọt ngào dễ thương, xong rồi to tròn các thứ. Trình độ chơi giỏi giang các thứ. Thì đây là cách mà để tôi treo máy đấy các bạn. Các bạn có thể treo máy để một cái điện thoại ở đâu đấy, treo máy là xong. Và anh em lưu ý nhá, sau khi mà các bạn đã vào một kênh trực tiếp tham gia nhá, ví dụ các bạn đang xem cái là một cái live stream đúng không, thì các bạn sẽ ấn sang cái phần là kho quà tặng. Đây này. Đấy, thì các bạn về cái ví điện tử đúng không, thì nó sang cái phần là Genshin Impact, nó ở ngay trước mặt của các bạn đây rồi. Và nếu các bạn đã xem đủ thời gian và đủ điều kiện nhận quà, nó sẽ ghi cái chữ là nhận ngay ở đây. Các bạn đã nhận. Các bạn phải nhận thì các bạn mới sang được cái nhiệm vụ tiếp theo. Đây này, hãy nhận phần thưởng trước đó để bắt đầu tiến độ của phần thưởng này. Đấy, thì các bạn bắt buộc phải nhận thì mình mới tính thời gian tiếp theo nhá. Vì vậy này, cái cách ở đây đó là các bạn hãy hẹn giờ. Tức là ví dụ cái này là 30 phút đúng không? Bây giờ này các bạn sẽ đặt đồng hồ báo thức khoảng 30 phút sau, các bạn lại quay vào các bạn nhận, treo máy 30 phút. Thế xong rồi là nhận xong cái này, các bạn lại bắt đầu là hẹn giờ đồng hồ báo thức của cái này. Rồi là cái này. Như thế là cách để các bạn có thể là nhận được những cái phần thưởng. Và cái này nếu mà các bạn đang xem, ví dụ như các bạn đang xem cái này chẳng hạn, nhưng mà các bạn ấn thoát ra ngoài, các bạn không xem nữa, thì ngày hôm sau các bạn vẫn có thể xem và nó sẽ tính cộng từng phút một cho các bạn. Chứ không phải là các bạn đang xem xong các bạn out ra ngoài thì nó sẽ tính lại từ đầu, không phải. Mà nó sẽ cộng tổng thời gian xem của các bạn vào nhá. Có thể là các bạn mất một ngày thôi, mất một thời gian trong một ngày thôi thì các bạn đã làm được rồi. Có thể các bạn mất khoảng tầm 10 ngày. Thì cái sự kiện này nó sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 9 theo giờ Việt Nam mình, tức là đến thứ tư ấy, là 14 tháng 9, khoảng đâu đấy là hơn 2 tuần nữa. Nên là các bạn thoải mái có thể là nhận được phần thưởng nguyên thạch này. Chúc tất cả các bạn thành công nhé. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì vui lòng để lại cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào các bạn. Bảy tối tiếp tục xem bạn này chơi to tròn đây nhá. Yeah.